Các bạn kiếm ba nhà mạng thẻ cào Viettel Mobile Vinaphone bằng ứng dụng tăng sub kênh cho YouTube mình luôn. Đầu tiên anh em lý chiếc phần link mô tả của mình thì anh em đăng ký vào một cái Gmail là nó ra một cái giao diện là xong. Là anh em được vô mật khẩu như vậy, mình hướng dẫn anh em từng một. Đầu tiên anh em vào một thông báo nè. Anh em tạo chiến dịch. Thôi đi mình qua đây chứ đi. Anh em nào có ủng hộ mình thì nhập mã nè. LL72MB mình để dưới phần mô tả nha anh em. Rồi, mình hướng dẫn anh em tạo chiến dịch luôn. Rồi anh em bấm vào vô cộng trên góc màn hình nè. Rồi anh em bấm vào. Anh em bấm vào nút sub channel nè. Rồi anh em bắt cái đường link ID bên video kênh của mình nè. Anh em nhập từ khóa kênh đúng được nữa. Rồi anh em tìm cái kênh của mình. Nè, rồi anh em mới vào. Rồi anh em bấm tạo chiến dịch số coin nè anh em. Rồi, còn anh em muốn tăng view thì tăng view. Rồi, phan. Anh em muốn tăng view bấm đây, muốn nạp coin nạp. Anh em tìm hiểu nha. Rồi anh em vào vòng quay may mắn nè. Mỗi ngày nó cho được quay 1 lần mình quay rồi à. Rồi, phần thứ hai. Lưu ý mỗi ngày đăng ký được tối đa 20 kênh, bạn có nhận được coi do lượng đăng ký tài khoản được sẽ bị khóa nếu chúng tôi phát hiện bạn quỷ đăng ký nghe này. Anh em mà đăng ký mà quỷ là nó phá tài khoản anh em đó. Rồi. Video, rồi. Rồi mình hướng dẫn anh em auto luôn. Anh em bấm vào nút bắt đầu. Rồi, anh em bấm vào nút auto ra nha, rồi mình đóng đi để gì là kênh YouTube. Không có phan để mình chụp màn hình lại, mình sợ dính bản quyền anh em bấm nút auto là tự gọi anh em cắm sạc đi ngủ rồi sáng đổi thẻ cào nha anh em. Anh em bấm vào nút auto mà anh em mở nút ra hồi nãy mình không ấy nè. Em quậy lại cho anh em cái nữa nha, chỗ này nè. Khi đăng nhập bạn phải sử dụng tài khoản. Để hiểu. Rồi. Ta biết rồi ông thầy ơi. Anh em qua bên xem video nha anh em. Anh em qua đây là anh em bấm auto rồi sáng nè. Rồi anh em muốn đổi thưởng anh em qua phần đổi thưởng nè. Đổi qua thẻ điện thoại nè. Rồi anh em nhập số điện thoại của anh em vào. Mobi gì nè, mobile gì đó. Rồi anh em bấm nhận thẻ. Anh em auto đi. Thanh toán chức năng này đang phát triển anh em. Anh em chơi con súp này rất ngon. Giờ cào mà kiếm cào mà vừa ấy nữa. Con quét này là nào có thắc mắc gì thì cứ để lại comment mình dưới. Anh em nhớ qua đây bên cài đặt anh em chọn ngôn ngữ tiếng Việt anh em và anh em bấm lưu. Rồi. Vậy video của mình đến đây đã kết thúc. Xin chúc anh em sớm bật kiếm tiền trên kênh YouTube của mình. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye, hello, xin chào.